À, kính thưa quý vị, để kết khép lại chương trình giao lưu văn nghệ nhân dịp cúng tổ 12 tháng 8 2022 âm lịch hôm nay tại câu lạc bộ chợ Tân Trụ, phường 15 Tân Bình, Minh Đức cùng với Ngọc Phượng sẽ gửi đến bài ca Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Bóng Người Cùng Thôn. Thành phần ban nhạc thì Thành Chi guitar và anh Tám vàng đàn sến. Hey!
ta gặp nhau trên đường dân. Chào.